Với gia đình thì Quang đáng, trước khi có gia đình thì Quang đáng sẽ nhắc nhở các bạn phải làm cái gì. Xin các bạn cùng nghe bài Con Trai Của Tiên. Nhớ đó. Tia ơi, tia ơi,
dần dần ga chồng, con cũng biết vậy mà sao trong lòng lo sợ. Hai mấy năm trời con sống im điềm bên kia, nay một cuộc xa rời bao lần lặng thương. Về sống mang kẻ là người xa, phần nhớ mẹ phần lo cho Come on.